xưa. Ờ, ok anh nhé. Ok. Anh ấy có ăn sáng không? Anh ấy đón du lịch về anh em ạ. Đang trên đường ra cổng trại có 10 mét thôi. Phải lỗ lại hoặc 3 cái. Ca đang bảo đi ở trong đây này, ta nhốt tận lâu quá. Có đây bác tí. Mày có bác sư vậy. Ai bác cháu cùng cung chiến hào này. Có. Thế hôm đi lên ở trên Hòa Bình thì gọi cũng gọi mà. Anh Mảo gọi. Anh Dung ơi, anh Dung ơi, đi nhà về cho chạm mặt ra một tập 3 chứ. Này, xe bảo sao ta xuống đầu chứ không, tao đang run lắm. Ông vẫn đang run lâu quá. Nhưng mà trộm vía béo. Bà mọi người, đừng đi, bà đang ngồi dưới này. Vào đây ngồi anh em. Đông luôn. Là bà, anh Phú. Ờ, chào em nhá. Chào cả nhà. Mày sao ăn cơm nhá. Anh em về rồi, đang ngồi ở quán nước nhà lắm. Mời Trang mà không ra. Đang ngồi tí, phóng về nhà luôn. À, thôi tí ăn cơm với tí thay sang ăn cơm rồi anh em nhá. Đúng rồi. Đông mấy em đi kiểu gì mà lâu đấy cú. Béo anh chụp cái đồ anh cũng ơi. Anh cú ơi ngồi với mấy đồng bố anh cũng lo đi để trải nghiệm. Nhiều người đứng dẫm chân vào chứ không không lo cho quá chết. Dẫm chân vào. Mình không anh em còn này cũng chết này em ạ. Anh em hơi mệt luôn. Đấy, tức là